Tại vì mẹ nuôi con. Tại sao biết là mẹ thương con? Tại vì mẹ nuôi con. Để gì nữa? Hả? Rồi mẹ do không ăn. Nhớ gì nữa? Rồi mẹ do con. Thương lắm á, cha cưng của mẹ đó. Bỏ nó vô trong thùng rác là thái luôn. Dạ. Mẹ bỏ con không? Sao bữa con nói mẹ không bỏ con? Bỏ. Rồi mẹ có buồn không? Không. Thôi giờ bỏ đi. Dạ.